ចាក់ដោយដែរលោកអ្នកបានដឹងហើយការពីពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យដំណើរការឡើងវិញនៃការចូលទស្សនាសារមន្ទីររោងភាពយន្តនិងរោងសម្ដែងសិល្បៈចាប់ពីថ្ងៃទី30ខែតុលាឆ្នាំ2021នេះហើយការឲ្យអនុញ្ញាតនេះក៏ភ្ជាប់នឹងការអនុវត្តស្តង់ដារប្រតិបត្តិចាក់ SOP ដែលប្រតិបត្តិនេះគឺការដាក់ចេញដោយក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈផងដែរ ស្តង់ដារSOPរបស់សារមន្ទីរជាតិចាស់នៅពេលនេះមានលក្ខណៈបែបណាហើយចាស់រយៈពេល2ថ្ងៃមកនេះបន្ទាប់ពីបើកដំណើរការឡើងវិញនៅសារមន្ទីរមានអ្នកចូលរួមច្រើនដែរទេចាស់សូមអញ្ជើញទស្សនាទិដ្ឋភាពទាំងស្រុងនេះដូចតទៅ nhóm máu tâm tạ ban bay lơ kì một ca là môn nắng và toàn làng mà riêng phần bánh thu lọc màu ban chỉ liệt ban cho tu sản là đại tệ đập bể lử ban mà riêng toa những tới ban mà cho nhưng mẹ làm tha sợ bái hay nhưng mà mơ và bật thoa không ai đài bằng sau tục nơi trang bị đôn tà cha hay mau tại không mau nhưng mau mới mất hẹn tăng tay chập bật máu cứ ọt đại ban màu tế nhóm khan màu dù đại hải tập thể lược này anh ban màu đòn tiền bỏ con phần kết khơi mình đã nên tập tập hiệp tạm ti đồng tập tập hiệp sẽ làm ti chiết đồng mũ tọp pì cả bật hải bạc làng quấn khơi chập lại tràn miền ca riệp chom phong miền ca nòm dọc nơi vật thổ bồ đan xem xem chuyện pì ti là tây tây tiết dọc màu ở riệp chom đập lòng chỉ đi phong cứ sự ra bát hòa hiệp tốt cứ thập lại lệ ແລະຈັກຄົນສັງເກດເຄີຍມີການບ່າຍຈ່າຍກຸມລຽດອີ່ກໍໂດຍຊິດດັກອໍເຄື່ອນກໍາດາ đại mình trai cha nẹt cho mua ban prapien ấn ban đại đăng thác chấm nút nẹt đại cha mặc tu sơn nẹt tiếng phía chiết đang ăn trái chiết nơi ngày tì sam sấp khai tạ lá của đôi chi ngày tì sam sấp mũi khai tạ lá trong pi pon mập phay mũi cha miên chấm nút mười rồi hai sấp bốn nẹt là lại sầm rập ngày tì mũi khai về chả cá đại cật trầm màu đập nừng sai sấp nẹt tí cha miên nẹt cho tu sơn nẹt sầm tì chiết chấm nút sai sấp trầm pi nẹt nick chung chị tá phiền ấn first grade đi cá pi sầm tì chiết Phnom Penh.